năm 2005, công ty hữu hạn công nghiệp Wintech Việt Nam đã được thành lập, tọa lạc tại đường số 5 khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích là 6.500 m² với vốn đầu tư 1.500.000 Mỹ Kim. Ngày 14 tháng 12 năm 2005, công ty chính thức đi vào hoạt động. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tháng 12 năm 2006, bắt đầu chính thức giao hàng cho công ty Kimco. Tháng 1 năm 2007, được đánh giá chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Tháng 6 năm 2008, bắt đầu chính thức giao hàng cho công ty Piaggio Việt Nam. Tháng 6 năm 2009, bắt đầu chính thức giao hàng cho công ty Honda Việt Nam. Tháng 9 năm 2011, bắt đầu chính thức giao hàng cho công ty Ducati. Tháng 1 năm 2012, được đánh giá chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004. Sản phẩm chính của công ty là gương kính chiếu hậu các loại xe. Khách hàng chính của công ty Wintech Việt Nam là Honda, Piaggio, Yamaha, Kimco, Sakura, Ducati, SYM, Aeon, TGV, Piaggio, Kawasaki, Komatsu và Suzuki. Về chính sách chất lượng được Phó Tổng Giám đốc đề ra dựa trên quan điểm phương hướng chất lượng sản phẩm và phục vụ khách hàng. Chính sách chất lượng của công ty chúng tôi cam kết luôn cải tiến chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ, lấy cải tiến liên tục làm trọng điểm để không ngừng nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng. Toàn thể nhân viên chung sức, chung lòng, ra sức chế tạo sản phẩm có chất lượng phù hợp với sự mong đợi của khách hàng. Mọi quyết sách về chất lượng đều dựa trên nền tảng hướng về khách hàng. Nỗ lực hướng về mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng. Hôm nay, dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty Wintech Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và tri ân sâu sắc đến quý khách hàng. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.